Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Cải cách hành chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chuyên mục hôm nay có những nội dung sau đây: duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số đánh giá chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa hàng năm; Thanh Hóa triển khai hai nhóm dịch vụ công liên thông; Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công văn số 11401 ngày 8 tháng 8 năm 2023 về việc giao nhiệm vụ thực hiện duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số đánh giá chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa hàng năm. Trên cơ sở các chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp tỉnh của Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các đơn vị có liên quan tập trung triển khai các nhiệm vụ được phân công cụ thể trong công văn để duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số đánh giá chuyển đổi số của tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, các sở, ban ngành, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ vào điểm số đạt được năm 2022 và điểm số tối đa để làm mốc duy trì, phấn đấu đạt điểm tối đa nhất, chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu, điểm số, kết quả thực hiện nhiệm vụ, định kỳ hàng quý báo cáo kết quả về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Thanh Hóa đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 nằm trong nhóm 10 và đến năm 2030 nằm trong nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Tổng cục Hải quan vừa ban hành kế hoạch hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục năm 2023, trong đó phấn đấu đến năm 2025 cắt giảm đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Tổng cục Hải quan sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến của ngành trên cả hai phương diện, tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến thực tế phát sinh, qua đó thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của ngành hải quan. Tiếp tục rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, loại bỏ các quy định không cần thiết, không còn phù hợp. Phấn đấu đến năm 2025, cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành, tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2020, theo đúng yêu cầu tại Nghị quyết số 68, ngày 12 tháng 5 năm 2020. Sau thời gian thí điểm tại hai địa phương là tỉnh Hà Nam và thành phố Hà Nội, hai nhóm dịch vụ công liên thông, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí và đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi đã được triển khai rộng rãi trên toàn quốc từ ngày 10 tháng 7 năm 2023, mang lại nhiều thuận lợi cho người dân. Đây là hai trong bốn nhóm dịch vụ công cần liên thông dữ liệu giữa các bộ ngành theo đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ. Bắt đầu từ ngày 10 tháng 7 năm 2023, cùng với các địa phương khác trên cả nước, Thanh Hóa đã áp dụng hai thủ tục hành chính liên thông, gồm đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi, liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp, mai táng phí. Cụ thể, đối với dịch vụ công liên thông, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp, mai táng phí, người có nhu cầu sẽ điền thông tin trên cổng dịch vụ công theo hướng dẫn. Sau đó, cơ quan chức năng sẽ chuyển trích lục khai tử trên cổng dịch vụ công qua phần mềm liên thông đến cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương để cấp quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Sau đó, bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết trợ cấp mai táng phí hoặc làm thủ tục thôi hưởng theo quy định. Đối với dịch vụ công liên thông, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi, cha mẹ hoặc người giám hộ, người thân của trẻ điền thông tin vào tờ khai điện tử theo mẫu trên cổng dịch vụ công. Khi hồ sơ hợp lệ, cơ quan chức năng sẽ xử lý hồ sơ và trả kết quả trong vòng 2 ngày. Tôi đã cử các cán bộ đi tập huấn, đào tạo về các nghiệp vụ này. Thứ hai là chúng tôi phối hợp với bên công ty cung cấp phần mềm, cụ thể là đơn vị là OneNet để nâng cấp cái phần mềm. Và tiếp theo là chúng tôi phối hợp với VNPT của tỉnh Thanh Hóa để mà đăng ký cái chữ ký số, đồng thời
là sẽ xây dựng cái quy trình. Để mà thực hiện được cái việc này thì cũng đòi hỏi là ngay từ khi mà sản phụ nhập viện thì phải cung cấp đầy đủ các cái thông tin cá nhân, và về phía cán bộ bệnh viện cũng phải cập nhật đầy đủ và chính xác các thông tin này, kể cả đối với sản phụ và bé được sinh ra, thì mới có thể thực hiện được một cách thành công, suôn sẻ. Như vậy, chỉ với một lần khai báo thông tin, người dân đã có thể giải quyết 3 thủ tục hành chính một lúc, giúp giảm thời gian, chi phí đi lại mà vẫn có thể theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ. Như trước đây thì phải phụ thuộc vào người thân thì mới đi khai sinh được cho con ấy, thì bây giờ qua cổng thông tin thì có thể ở nhà dùng điện thoại hoặc là laptop thì có thể tự đăng ký cho con được, vừa làm giấy khai sinh cho con này, vừa đăng ký được thông tin cho con ở phường, xã và thẻ bảo hiểm y tế các thứ cho con được tích hợp luôn ở trên đó thì rất là thuận tiện ạ. Trong hai nhóm dịch vụ công liên thông, lực lượng công an cấp xã, phường, thị trấn là nơi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thường trú và xóa đăng ký thường trú. Với việc chuẩn bị kỹ càng về hệ thống máy móc, bố trí nhân sự, đến nay 100% công an cấp cơ sở đã thực hiện giải quyết các hồ sơ liên thông trên môi trường mạng. Theo ước tính, việc triển khai dịch vụ liên thông đã giúp giảm đến 60% thời gian làm việc của cán bộ so với trước đây. Quá trình đăng ký thường trú cũng như là xóa đăng ký thường trú cho công dân đã giảm đi cái thời gian xử lý hồ sơ. Thay vì trước đây thì hồ sơ sẽ được xử lý trong 2-3 ngày rồi mới trả kết quả cho công dân, thì bây giờ chúng tôi có thể xử lý ngay trong ngày và có thể gọi luôn công dân lên lấy kết quả. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh cũng đã bố trí hệ thống trang thiết bị, phần mềm, đường truyền kết nối với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư và tổ chức tập huấn, hướng dẫn đội ngũ tiếp nhận, giải quyết các thủ tục đảm bảo đúng quy trình, quy định, tạo mọi điều kiện tốt nhất để phục vụ nhân dân. Về trình độ chuyên môn của cán bộ công chức cũng như là tại bộ phận một cửa thì các đồng chí được tập huấn liên tục, và những cái gì mà còn thắc mắc đối với giải quyết vấn đề này thì hỏi trực tiếp ở cấp trên để giải trình, để thực hiện cho người dân và giải đáp cho người dân, không tránh cái trường hợp gây bức xúc cho nhân dân khi thực hiện cái vấn đề đăng ký vào hệ thống dịch vụ công quốc gia. Dù không thể phủ nhận những thuận lợi về chi phí và thời gian cho người dân cũng như cơ quan quản lý nhà nước khi thực hiện liên thông hai nhóm thủ tục hành chính, thế nhưng sau hơn một tháng triển khai, nhiều đơn vị cũng vấp phải một số khó khăn, bất cập nhất định. Về phần mềm thì cũng muốn là Bộ Tư pháp sẽ có những cái tích hợp cái bản sao khai sinh cùng với bản chính, để khi dân làm thì không phải cùng một lúc làm qua hai lần thực hiện dịch vụ công. Thứ hai nữa là đối với phường thì chúng tôi cũng hiện tại thì cũng đang có cái khó khăn là chưa có cái máy quét chip căn cước công dân, nên là những cái lúc mà tra thông tin của công dân thì cũng đang phải làm bằng các cái bước hồ sơ liên thông khác để tra cứu lại. Cái việc liên thông dữ liệu này phải thông qua cái cổng của Bảo hiểm xã hội, cho nên là đối với những cái người mà không có cái thẻ bảo hiểm xã hội hoặc là người giám hộ không có thẻ bảo hiểm xã hội thì cái việc liên thông nó cũng gặp khó khăn. Thứ hai đó là những cái thông tin trong cái thẻ bảo hiểm xã hội khi thay đổi không được cập nhật kịp thời về địa chỉ cư trú này, thế rồi thì sẽ cũng nó cũng ảnh hưởng đến cái việc liên thông. Có thể thấy, việc sử dụng bản điện tử giấy khai sinh, trích lục khai tử phục vụ liên thông thủ tục hành chính đã rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, giảm bớt công việc, tác nghiệp của cán bộ cơ sở khi thực hiện liên thông thủ tục hành chính, đồng thời góp phần phục vụ hiệu quả người dân doanh nghiệp để việc triển khai liên thông hai nhóm thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử đúng quy định pháp luật, đảm bảo khả thi, hiệu quả trên phạm vi toàn quốc. Thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục nâng cấp, chỉnh lý phần mềm đối với hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch, hoàn thiện bản điện tử giấy khai sinh, trích lục khai tử, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu, đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao nhận thức, kỹ năng thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, liên thông thủ tục hành chính. Chuyên mục Cải cách hành chính hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.